Thưa quý vị, liên tiếp trong thời gian qua, tình trạng xe chở sắt cuộn chạy trên các tuyến đường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xảy ra tai nạn rơi xuống đất, khiến nhiều người dân cảm thấy bất an, lo lắng. Qua tìm hiểu của diễn đàn doanh nghiệp, hiện nay việc chở các loại hàng hóa như thế này chưa có quy định cụ thể về chằng buộc nên tình trạng mất an toàn từ xe chở cuộn sắt vẫn thường xuyên xảy ra. Đơn cử, vụ tai nạn này xảy ra ngày 19 tháng 5 năm 2023 vừa qua tại địa bàn xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo lái xe cho biết, do bất ngờ phát hiện chướng ngại vật nên đã thắng gấp khiến xích chằng buộc cuộn thép bị đứt và đè lên cabin như thế này. Song đây chỉ là một trong số nhiều vụ tai nạn tương tự xảy ra trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong thời gian gần đây. Đa số là vì tài xế là chạy chủ quan, không làm chủ được tốc độ, là cái cuộn tôn là mình chạy thường là cáo cái xích nó không căng, là chạy thắng gấp, không làm chủ được tốc độ là nó thường là đứt xích, nó xảy ra cái chuyện đó. Thường là tôi thấy hay buộc sơ sài lắm, cho nên cái sức nguy hiểm của nó rất là cao. Cái tình trạng này nói với cơ quan chức năng mình phải kiểm soát cái vấn đề đó cho nó chặt chẽ hơn nữa. Vì người dân ta lưu thông rồi trên đường bây giờ đông đúc lắm, xe cộ nó nhiều mà không đảm bảo an toàn thì rất là phức tạp và khó khăn và nguy hiểm cho người dân. Hiện nay tình trạng xe chở cuộn sắt thường xuyên gây mất an toàn giao thông, đe dọa đến tính mạng lái xe cũng như nhiều người dân đi đường. Dù tình trạng này đã được cảnh báo nhiều lần, tuy nhiên hiện nay vẫn chưa có quy định hay chế tài cụ thể đối với xe chở sắt cuộn là những vấn đề đáng lưu ý. Cái cuộn tôn là nó tròn theo quán tính, giờ không cái lực nó là cái lực nó chạy tới, nó là giờ bao nhiêu sự xích nó nếu mà đột xuất nó vẫn đứt, nó vẫn lăn tròn tới. Nên cái đó cái quy định thì cũng chưa nắm rõ là quy định như thế nào, rồi cái tiêu chuẩn như thế nào. Cả là cái xe mà vận tải sắt cuộn là giờ là trong quy chuẩn của luật giao thông và cái nghị định mà là bắt buộc vận chuyển hàng phải chằng buộc chắc chắn. Chưa không, nó cũng chưa có thành là một cái quy chuẩn, một cái thông lệ nó đang là bắt buộc nó như thế nào. Nên anh em vẫn là qua cái cảm giác là đó, cái hàng nó có chằng buộc hay không. Nếu không chằng buộc thì mình lập biên bản mà giờ thì chằng buộc. Nó chưa có cái một quy chỉnh cụ thể. Sự cố tai nạn trong quá trình vận chuyển sắt cuộn là ngoài ý muốn. Tuy nhiên, ý thức đối với những người vận chuyển loại hàng hóa này cũng cần phải nghiêm túc được chấp hành an toàn khi tham gia giao thông. Ngoài ra, ngành chức năng cũng cần có những quy định, chế tài cụ thể đối với việc chằng buộc khi chở loại hàng hóa này. Diễn đàn doanh nghiệp sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc khi có câu trả lời từ phía cơ quan chức năng.